Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay đầu 10 ha lại tiếp tục cái chương trình show off cho anh em ha. Những cái mã hàng đang giảm giá rất là tốt luôn. Để anh em đang có cái chương trình nào mình có thể có đi nhu cầu nào có thể mình liên hệ mua ha. Những cái nhỏ 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 mình giới thiệu trước. Thì những cái này anh em thì đang cái chương trình show off của tháng rồi nó cũng còn số lượng cũng ít ha. Hiện nay mình sẽ trả lại khi nào nó hết thì thôi. Ví dụ như giờ cái combo này nè, 130.000 nha, cũng gần hết rồi. Anh em ha, combo một chai mỡ bò nước, một chai bôi trơn năng nè. Bao nước của 3T, bôi trơn năng của Bùm Kinh ha. Đó, một cặp này bán vài trăm cặp rồi đó nha, nhưng mà nó đang có chương trình đang rất là tốt ha anh em ha. Thì mình kết hợp chạy luôn, cặp này có 130, trong khi anh em mua lẻ tới 165.000 lận nha. Ví dụ chai này ta mua, anh em mua lẻ 85.000, chai này mua lẻ 80.000 đó, thì anh em gom lại 165 ha. Công trình anh mua cặp này, cái chai này nè, mỡ bò nước anh em xịt vô với sên cực kỳ ngon luôn ha. Xịt rồi nó rất là ngon luôn. Cái này nè, mỡ bò nước xịt ra cái là có dạng xịt mỡ bò. Con này cho bôi trơn năng xịt vô những cái nó dạng như bịt loãng á, nó xịt vô những cái nơi mà khó vào, khó tiếp cận, những ổ khóa, bản lề nọ anh em á, xịt này vô thấm liền. Rồi cặp này 130 nha, anh em đừng quên nha. Cặp này thì quá bình thường rồi. Hoặc là chai này cũng đang có chương trình khuyến mãi đang giảm giá anh em. Chai True Bờ này giá chỉ còn có 64.000 thôi. Nha, 64.000 cho một cái chai bôi trơn năng này nha, 64.000. 400 ml ha. Đó, anh em nào mua lẻ chai này thì mình mua 64.000 chai của True Bờ nha. Rồi. Hoặc là cái này, giới thiệu này thì nhanh anh em á. Một cái này vẫn còn đang khuyến mãi nha, 1.330.000 tặng anh em một viên đá trị giá 250.000, tặng một chai xịt Bơm Kinh trị giá 80.000. Đó, vậy tính ra quy ra cái máy này anh em không lấy quà tặng thì cái này nó cũng có 1.000.000 đồng thôi. Anh em á, 1.330.000 này là 250.000 nè, cái này là 80.000 nè. Đó, thấy chưa? Ok ha, thì 1.330.000 anh em tặng được hai món. Đây là máy mài mũi khoan Osito nha, hàng chính hãng mới 100% bảo hành 1 năm nha anh em á. Đó. Rồi ok, mình sẽ qua mấy cái nhỏ này trước. Thì mấy cái đó thì mình giới thiệu nhiều rồi ha. Thì ở trong đây nó có một cái máy này là máy khoan đục 3 chức năng, có hàng bô. Cái dòng này thì mình shop chỉ còn có 890 thôi, giá cũ nó là tới 1.060.000 anh em á. Thì lý do thì nói chung mấy con này chắc là tồn khó nó hơi lâu anh em, nên mấy cái mũi khoan á, mũi khoan của đục nó hơi bị sét. Thôi anh em ra mình shop cho anh em luôn nha. Cái máy này thì bán khủng nha. Bây giờ mình chỉ còn có khoảng 20 con thôi. Mình nói trước số lượng anh em luôn, 20 con thì hôm trước còn cả trăm luôn á. Mà giá 890.000 này anh em mua rất là nhiều luôn nha, rất là nhiều luôn. Nếu anh em nào ấy thì anh em biết ha. Cái mũi này thì đây nè. Đó. Nó chắc có lẽ là mấy mũi khoan này anh em á, mấy cái nó hơi sắc sét nha. Anh em mua thì thông cảm nha, mình nói đây mình nói trước nha. Đó, nó có bị sét. Tùy máy, có máy nó sắc nhiều, có máy nó bị sắc ít, sắc mũi khoan thôi. Nó sắc mũi khoan thôi, chứ máy thì ok nha. Đó, ok, cái này sắc ít nè. Ít nè. Và đây là cái máy nè. Cái máy được cái anh em biết là cái gì không? Lợi thế của cái máy này nếu bây giờ không? Nhất là về tốc nhanh, lực mạnh, lực 3,3 joule, tốc 1200 ha, tốc quay ngày vừa tốc nhanh vừa lực mạnh nữa. Nha, công suất là 950W. Nó điều tốc tại cò. Ok ha, ba chức năng nè, khoan đục và đục nè. Con này nó khỏe lắm, anh em mình đã test rồi ha, khoan rất là nhanh luôn, bê tông cứng anh em khoan lẹ lắm. Mũi 10 ly mình test nó rất là nhanh luôn. Và cắm điện cho anh em nghe cái tiếng máy của nó nha, anh em nghe tiếng máy là anh biết rồi. Hanbo này hàng chính hãng nha anh em, hàng chính hãng của Hanbo nha, rất là anh em nghe cái tiếng máy quay nhất rất là nhanh ha. Đó, chức năng đục nè, khoan đục nè, chức năng đục nè, chức năng khoan nè. Đó, đảo chiều ở đây anh em cầm gì anh em xoay nè, đó đảo chiều. Cái thân này là bằng nhôm nha, đó cụm nè, đẹp tuyệt vời, có 89 thôi nè. Bởi vì hôm trước con này mình review phát, hôm trước mình đã có giảm giá 1 lần á, thì mấy anh em mua rất là nhiều luôn. Và cái đầu dưới đây luôn nè ha. Ok ha. Đó, anh em cầm cái này đưa qua lại ha, nó dễ. Mấy giờ xe kia cái này nó thiết kế cũng rất là hay nè, có 890.000 thôi và tốc nhanh, lực khỏe nữa ha. Số lượng còn khoảng 20 con, anh em nhu cầu mua thì liên hệ nha. Lực 3,3 joule. Đó, thì sau này mấy con này hết thì mình cũng không có gì nhiều đâu anh em, gì ít thôi. Hết thì ít thôi, về tầm khoảng ví dụ như mình mà về khoảng 10 con á thì mình cũng sẽ bán với cái giá là 1.060.000, đúng theo giá của hãng yêu cầu anh em. 1.060.000 là đúng giá hãng yêu cầu luôn nha, và chiết khấu trong đó khoảng 10 mấy phần trăm gì đó, khoảng đó nha. Thì
Do cái này mình là về số lượng nhiều được đó, mình về tới cả 100 con lận. Anh em biết là về nhiều quá để lâu quá nó bị xét nha. Nó cái khuyết điểm của bán mấy cái công cụ này là vậy đó. Anh em về đủ thôi, ha, mình về đủ để mình vừa bán hết về tiếp, vừa bán hết tiếp thì ok. Chứ hôm trước anh em thấy mình thấy sell off những cái mã hàng mà nó bị xét không? Qua chờ bán của thời gian cái là bán là nó bị oxy hóa, bắt buộc phải thanh lý. Mà mình lấy nhiều thì cái rủi ro nó phải sell off nó cao ha, là lấy vừa đủ thôi là được. Chứ nếu mà hết cái mã này mà mình lấy về là mình bán là 1060 nha. Thì bán ít lại. Ok ha. Rồi. Kế tiếp nữa đây, bộ này. Bộ này còn một bộ duy nhất, giá 970 ngàn đã giá đã sale rồi nha anh em. Một bộ duy nhất thôi. Bộ này hôm trước là tới 1.000.000 luôn á, anh em nào hỏng là về 5 bộ, bán hết rồi, giờ còn một bộ thôi. 970k. Nha, anh em nào hốt thì hốt luôn. Cái này là nằm trong cái chương trình khuyến mãi của cái tháng vừa rồi anh em. Của tháng vừa rồi đó. Nha. Nằm trong chương trình khuyến mãi của tháng vừa rồi. Thì nói chung còn bộ thôi. Nếu mà hết thì mình nó không còn chương trình nữa nha. Khi nào có chạy lại thì mình báo chứ cái lô mà khuyến mãi nó hết. Tại vì những cái đợt mà khuyến mãi này mình phải về từng lô ha. Cái đợt đó thì cũng còn. Nếu mà về lẻ lẻ sau nữa thì không còn cái giá này. Đó. 970k ha. Trang bị nè, một cần siết tự động nè, một cần nối dài nè. Này là 1/2 nha. Cần nối dài nè, cần nối ngắn nè, một cái cần siết trượt nè, một cái tay quay nè. Nha, tay quay đây nè. Rồi những cái đầu khẩu nó chạy dài từ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 luôn. Wow, làm bằng thép CRV nha anh em á. Mấy hàng này là thép CRV nha. Ok, giá có 970 ngàn thôi. Khá rẻ. Bình thường anh em mua cây này cũng là 200 mấy nè. À, 200 mấy nè. À. Thì chắc cái này cũng xài chúng ta bỏ vô đây ha. Tay quay thì cũng cũng mắc tiền nè. Nha, nguyên cái dạng này thì anh em cũng vài trăm rồi. Nha, từ 10 cho đến 32. Nha. Rồi số lượng chỉ có một bộ thôi là hết. Nha. Rồi sell off ha, sell off đầu tháng 10 luôn, bộ cuối cùng. Rồi mình qua. Và kế tiếp đây là một cái bộ 44 chi tiết, nó gồm là 1/4, 1/2 tích hợp trong đây. Và giá cũng đang sale là còn có 1.240.000 thôi nha, 1.240.000 đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì mình về sửa xe đó thì mình mua cái bộ này thì nó tích hợp đầy đủ đây ha. Này này thì mình còn cũng khoảng 2 bộ thôi anh em ạ. Ôi, rồi ngược rồi, ngược rồi. Ôi trời ơi, thiệt tình luôn. Ok. Rồi. Để mình ship lại nha. Nó hơi bị ngược à. Em giận chút. Rồi tiếp này má, sau khi ship xong rồi nó như thế này đây. Nó gồm là một cái bộ khẩu 1/4, 1/4 thì nó gồm là 4 là 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nha, ở bên đây. Đó, từ 4 cho đến 10, 14 và đầu khẩu 1/2. 1/2 từ 8 nè, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 và 32. Đó, quay vô này. Và một cái cần nối nha, một cái cần nối để mở buxi nè, cái 16 nè. 16 và cái 21 nè, một cần siết trượt nè, một cần siết tự động nè, một cần nối dài, cần nối ngắn nè. 1 2 ha, 1 4 nó gồm là một cần siết tự động nè, một cần siết trượt nè, một cái nối dài, cái nối ngắn nè nha, một cái bẻ cong nè nha, một cái lắc léo nè. Còn cái 1/2 này cũng có cái lắc léo đây ha, đủ bộ luôn. Đó, anh em nào mà sửa xe máy rồi ha, cỡ này là ok rồi nha. Đó, sửa xe máy mở miếng ốc rồi đó, cỡ này là ngon rồi. Nha, giá thì đang shop ha, chỉ còn có 1.240.000 thôi. Nha. 1240. Ok luôn ha. À, mở đúng rồi mà, mở ngược một cái là nó cộng liền. Rồi, 1.240.000. Đó bộ này. Ok nha. Số lượng thì mình chỉ còn có 2 bộ thôi nha. Bộ này chỉ còn có 2 bộ. Rồi, cuối cùng đây là một cái bộ mũi khoan đầu SDS mắt đựng trong cái hộp nhôm rất là đẹp luôn, giá đang shop là 1.100.000. À, bộ này anh em mua là phải nói là rất là rẻ luôn nha. Đây. Đó, một cái mũi đục dài dẹp lớn nè, dẹp nhỏ nè, nhọn nè, chiều dài là 40 nè nha. Cái bản dẹp này anh em biết dẹp bao nhiêu không? Cái bản dẹp này là 4
bản dẹp này là 50 nha. Tờ đeo 50 nè, bản dẹp là 25 nè nha. Chiều dài là 4 tấc nè. Con này nó nhọn chiều dài cũng là 4 tấc nè. À, 400 mm nè. Rồi cái cây mũi khoan nó gồm là 16, 18, 20 và 22. Đầu SS mắc hết nha anh em á. Cái chiều dài của cây mũi khoan từ đầu trên qua tới đầu bên dưới luôn á là 540 mm nha. Thì khả năng anh em khoan tới đây thôi, tầm khoảng 400 mấy thôi nha. 540 mm, dài là khoảng hơn nửa mét. Tính là luôn cái đầu trên đây. Còn anh em xài tới đây tầm khoảng 400 mấy thôi. Ok ha. Rồi, một bộ như thế này mà giá chỉ có 1 triệu mốt thôi. Quá rẻ. Nếu như anh em đi mua lẻ từng cây cây á, mổ một cái vậy nè, hơn 200 ngàn. Hai bên cửa hàng mình bán mỗi cái một mũi còn hơn 200. Anh em ha. Đầu SS Max á thì nó có một cái ưu điểm là gì? Cái lực nó khỏe. Đối với những cái máy khoan mà đầu SS Max á là cái lực đục nó khỏe nè. Thứ hai là cái lực búa rộng khi mà khoan á, nó khỏe hơn là cái đầu SS Plus. Đầu SS Plus thì cái đường kính cái đầu nó chỉ có khoảng 10 14 thôi. Còn cái này nhìn lên tới 10 18 á, cái đầu rất là to. Anh em ha. Đó, thì những anh em nào xài những cái máy khoan chuyên dụng á, đòi hỏi khoan đá khoan nọ đó thì xài những cái mũi này nha, đựng chống hộp nhôm cực kỳ đẹp luôn, xài xong đem dẹp luôn ha. Đó, nên anh em ha, hộp nhôm mà cái hộp không cũng đã là mắc tiền rồi, hộp không bèo bèo cũng phải là hơn 200 rồi, nên mà hộp nhôm này nè nha. Đó, đâu hay rẻ được. Rồi, 1.100.000 cho một cái bộ này nha anh em ha. Rồi ok, đó là về những cái sản phẩm đang sale up trong cái tháng 10 này. Trong cái tháng 10 thì bên mình sẽ có những cái mã đang sale nữa thì mình giới thiệu thêm cho anh em ha. Thì còn bây giờ thì có nào mình giới thiệu cái đó. Ví dụ như trong cái tháng 11 á mà nó còn, ở trong cái tháng 9 mà nó còn á thì mình sẽ tiếp tục tháng 10 mình chạy tiếp cho anh em nha. Những cái mã mà đang khuyến mãi, kể cả DSA cũng vậy. Ví dụ những cái mã mà đang khuyến mãi mà nó còn á, trong cái lô mà cũ còn tiếp tục mình chạy khuyến mãi cho anh em, còn về đợt mới thì không thể giảm được. À. Rồi ok ha, anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Giá tại cửa hàng Chu Cầu Bí Ship. Một lần cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.